ngày 30 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã phê chuẩn quyết định đổi mới quyết định khởi tố bị can với Lê Văn Chưa 45 tuổi, ngụ ấp Tây 1, làng Mạc Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, từ tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi chuyển sang trọng tội hiếp dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Theo Cơ quan Cảnh sát Điều tra, trước đây, cháu nợ, tờ, lờ, sinh năm 2005, sống cùng phụ thân mẹ ruột tại huyện Lai Dung, tỉnh Đồng Tháp. Năm 2009, mẹ qua đời, lờ, tiếp tục sống cùng phụ thân tại đây. Năm 2014, phụ thân cháu lờ, bỗng nhiên ngộ qua đời, lờ, mồ côi cả phụ thân lẫn mẹ. Sau khi phụ thân mất, lờ, được hết người này rồi đến người kia nuôi dưỡng. Đến khoảng tháng 5 năm 2014, cháu lờ được cậu ruột là Lê Văn Chưa đưa về nhà chăm sóc, nuôi dưỡng. Tại đây, cháu lờ sống cùng cậu, bà ngoại 81 tuổi và anh ruột là Nguyễn Chí Ca, sinh năm 2002. Chưa không có hậu phi con, sống với mẹ già. Hằng ngày, Chưa đi làm ruộng, nuôi bò mướn hoặc ai thua gì mần đấy. Cuộc sống gia đình Chưa rất khó khăn, y tế phụ thuộc hoàn toàn vào Chưa. Khoảng cuối tháng 10 năm 2018 đến tháng 4 năm 2019, Chưa có hành vi quan hệ tình dục với cháu L. Nhiều lần tại phòng ngủ của L. Vào ban đêm. Sau nhiều lần xâm hại tình dục cháu ruột, thấy L. chảy máu cam nhiều nên Chưa mua thuốc cho L. uống. Đến ngày 17 tháng 6 năm 2019, L. tiếp tục chảy máu cam nên Chưa dẫn L. đến trạm y tế làng Mạc Dưỡng Điềm huyện Châu Thành để khám và được lương y lên tiếng cháu L. có thai khoảng 21-22 tuần tuổi. Sau đó, Chưa dẫn cháu L. đến bệnh viện phụ sản Tiền Giang để phá thai, nhưng thai lớn không phá được. Ngày 18 tháng 6 năm 2019, Chưa tiếp tục dẫn cháu L. đến bệnh viện Từ Dũ thành phố Hồ Chí Minh để phá thai và bệnh viện đã trình báo cơ quan công an. Sau đó, Chưa được đưa về công an phường Nguyễn Cư Trinh quận 1, thành phố Hồ Chí Minh để làm việc và sau đó được di lý về công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang để phục vụ công tác điều tra. Ngày 26 tháng 6 năm 2019, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang ra quyết định trưng cầu giám định phân viện khoa học hình sự Bộ Công an tại thành phố Hồ Chí Minh giám định kiểu gen anh, bào thai. Ngày 1 tháng 7 năm 2019, phân viện khoa học hình sự có phiên bản kết luận giám định Lê Văn Chưa và N. T. L. là phụ thân mẹ ruột của bào thai do N. T. L. sinh ra ngày 26 tháng 6 năm 2019 với xác suất 99,999%. Tại cơ quan điều tra, Chưa đã khai nợ hành vi tội ác của mình.